Đống hàng ở quê còn nhiều không? Cũng bình thường chị ạ. Nhưng mà đang tiện ở trên này thì chị cứ nhập luôn đi. Đừng nhập nữa. Chị đang tính giảm giá để đẩy hàng đi cho nhanh. Chị đóng cửa đấy à? Không, tạm thời thôi. Chị đang cần tiền. Cần tiền làm gì? Giúp anh Đồng á? Chị tính ở lại đi thêm một thời gian nữa. Mà ở đây thì phải có cái gì đổ vào mồm chứ. Chị định ở lại đến lúc mà cái Ngân nó ra viện à? Nhưng mà kể cả đến lúc đấy thì làm gì lâu đâu, nó sắp khỏi rồi còn gì. Còn nhớ đứa bé chị đẻ thuê không? Còn, sao? Mẹ nó mất rồi. Giờ nó chả có ai chăm sóc à? Tội lắm. Bởi vì không có mẹ bên cạnh nên tính khí cũng ương ngạnh, tâm lý có vấn đề. Chị muốn ở lại một thời gian để giúp cho nó. Chị điên à? Tôi xin lỗi về tất cả mọi chuyện, cả trước đây lẫn bây giờ. Tôi đã nghĩ rất nhiều về những thứ mà anh nói và cả những chuyện đã xảy ra. Tôi thật sự không thể chăm sóc cho con bé tốt như anh. Rồi sao? Tôi sẽ không kiện cáo và đòi quyền nuôi con nữa. Cả thủ tục ly hôn của chúng ta cũng giải quyết trên giấy tờ luôn đi. Sao cũng được. Nhưng anh phải cho tôi thăm con bé bất cứ lúc nào mà tôi muốn, và cả đóng góp tiền nuôi con nữa. Thăm con thì được, còn đóng góp không cần. Anh hiểu rồi. Hóa ra từ trước đến bây giờ anh chả là gì của em cả. Nghiêm túc thế? Đang đùa mà nghiêm túc thế? Đùa cái gì? Thằng đấy là thằng nào? Đấy là xe ôm. Em vừa đi có việc. Việc gì? Sao không gọi cho anh? Anh còn phải đi làm, anh cũng có việc của anh. Mấy cái này em tự làm được mà. Anh không thích. Anh chỉ thích anh làm xe ôm của em cả đời thôi. Rồi, lần sau gọi được chưa? Chưa. Thế bây giờ làm sao? Đền. Đền gì? Chúng mày làm cái gì đấy? Dạ, cháu, bọn cháu đang... Cả hai đứa vào nhà. Bà lấy cho tôi cái roi. To thế. Hai đứa kia, khai mau. Mối quan hệ của chúng mày đã ở mức nào rồi? Nói. Dạ thì bọn cháu đang dừng ở mức mà chú vừa nhìn thấy ạ. Là sao? Nói rõ xem nào. Dạ, bọn cháu mới chỉ dừng lại ở cái mức độ là hôn nhau.